Kính chào quý vị và các bạn. Đợt mưa lớn ở khu vực miền Trung đã kết thúc, lũ trên các sông đang xuống nhanh, còn ở miền Bắc sẽ tiếp tục chuỗi ngày rét vào cuối tuần này. Như là tại thủ đô Hà Nội thì trời vẫn sẽ duy trì nhiều mây trong cả hai ngày cuối tuần. Riêng sáng sớm mai có lúc còn có mưa nhỏ khiến cho trời càng thêm giá rét. Dự báo là phải sang đến đầu tuần sau khi mà nắng xuất hiện thì thời tiết mới ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên mức là 20 độ. Tuy nhiên quý vị lưu ý là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất là lớn. Nhiều đêm mức nhiệt chỉ còn khoảng 11 độ. Không riêng gì Hà Nội, nhiều tỉnh thành khác của khu vực miền Bắc cũng sẽ có những cơn mưa nhỏ lất phất kèm theo sương ẩm vào sáng sớm mai. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp như là khu vực đồng bằng với các thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình hay là Việt Trì, mức nhiệt chỉ khoảng là từ 15 đến 17 độ. Ở vùng núi như là tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La hay Lai Châu, nhiệt độ là 13-14 độ. Và đặc biệt một số nơi ở vùng núi cao như là Sapa hay Đồng Văn thì nhiệt độ đêm nay chỉ từ 7 đến 10 độ, trời giá rét. Với miền Trung thì mưa lớn đã kết thúc. Dự báo đêm nay và ngày mai chỉ còn mưa rào nhẹ ngắt quãng một vài nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Lũ trên các sông thì cũng sẽ xuống nhanh. Như là ở sông Côn tại Bình Định thì sáng sớm mai sẽ xuống chỉ còn ở trên mức báo động 1 khoảng nửa mét. Ngập lụt ở những vùng trũng thấp và ven sông sẽ rút dần. Với Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày mai trời cũng ít mưa, nắng nhiều. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống Gia Nghĩa, mức nhiệt không vượt quá 28 độ, mát mẻ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn, phổ biến khoảng nhiệt là từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh huyện đảo Trường Sa vẫn còn mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn ở huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai có nắng, nhưng quý vị lưu ý là vẫn còn gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố vào ngày mai.